Xin chào, đây là mình Hiệp Mập Hobby Toy đây. Bữa giờ chúng ta cứ loay hoay mãi với cái dòng Kimetsu no Yaiba, đặc biệt là các trụ cột. Hôm nay mình sẽ thay đổi một chút, trở lại với những nhân vật to hơn và có thể cử động được của Hot Toy. Và đây là bé Aroman mắt 85 trong cái series Adventure Game đó các bạn. Bé này thì mình có quay clip unbox rồi, nên hôm nay mình chỉ làm một cái clip ngắn để review. Review nữa, quay đi. Từ các nhân vật của Adventure Game mình đã bán hết rồi, cho mình chuyển xuống đây mình bán hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn lại duy nhất một bé Iron Man này thôi. Mình không muốn bán đâu, tại vì mình sẽ cho các bạn coi lý do. Rất to, rất đẹp, và đặc biệt là nó có chi tiết đan chát, chi tiết kim loại đó các bạn. Mình cầm nó rất là nặng, những cái cớp này vẽ rất đã nha các bạn. Đổi góc máy một xíu, ok. Để cái cam nó hơi cao, nó hơi lùng đó các bạn, nhưng thật sự nó rất đẹp nha. Tỷ lệ màu 6 cao 30-35cm các bạn, mà những phụ kiện đi kèm. Video được up trên kênh YouTube của mình đó, các bạn có thể click vào cái đường link trên TikTok và kéo xuống dưới chọn cái kênh YouTube. Thôi video unbox hôm nay mình sẽ không mất không có nhiều phụ kiện đâu, mình sẽ review thôi. Và đây là cái bay, màu sắc rất đẹp và kèm thêm một cái giá chống dít. Ok, đây nhưng mà chính chúng ta Iron Man Mark 85 Adventure Endgame kết thúc cách đây gần hai năm rồi đúng không các bạn? Mình có thể kỷ niệm thôi, những ngày fan cứng của Marvel, đặc biệt là series Endgame. Các bạn nhìn thấy không, mình mua về mình chỉ quay clip unbox, mình còn chưa chưng chưa gì luôn, nên nói chung là nó còn cứng nhắc. Đây đằng sau lưng để mình gắn cái mình gắn cái càng cua này vô. Các bạn nhìn nè, sơn metallic rất đẹp. Mình sẽ tháo cái càng cua này vô. Đó, đúng form. Ok. Mình chỉnh cái người nó lại, sơn mình chả bao không nhân vật này một chút nào cả. Hồi trước mình chơi rất là nhiều cái nhân vật của Hot Toy, đặc biệt là Marvel. Nhưng mà từ sau khi chuyển qua các dòng anime resin thì mình không còn sưu tầm nữa. Đây, hôm nay chúng ta mà mình còn được tặng kèm một cái hat, cái hat này của mình là cái hat bản đời đầu, hat của Tony, mình có thay vào đây được. Này mình làm VIP review thì mình sẽ thay luôn cho các bạn coi. Đây nhìn đây, nắm cái đầu ở đây, bước ra, cái đầu còn nguyên cái bọc luôn mà. Đây rồi, mình đã gắn cái hat Tony vào, để cân chỉnh nó lại đứng cho nó đẹp rồi. Nè, Tony Stark của chúng ta. Này mình quên tháo cái cổ áo lên, gắn cái đầu nó hơi cứng, có một cái cổ riêng. Kèm cái đầu này, và nó có led nha các bạn, vĩ pin của nó, để thay pin từ đầu, tay, chân và giáp ngực thì nó mất quá nhiều thời gian các bạn. Thôi mình xin phép lười nha, bộ giáp full đúng không? Nhưng mà đó là end game thì phải có một cái kết, và cái kết của nó là ở đâu? Là ở cái tay này đây. Các bạn thấy gì chưa? Găng tay vô cực, nó hơi tối mà khó nhìn lắm, chiếu đèn một chút xíu. Các bạn thấy rõ cái màu chưa? Ok. Đó, mình gắn cái tay vô luôn cho nó đúng. Đây trông có vẻ rất hậu lực. Cái này gắn sao đây, ok. Iron Man mắt 85 chúng ta, mắt cuối cùng, chắc là mắt cuối cùng rồi này. Ở đây chúng ta còn một số bàn tay thay thế để khi các bạn select vào cái video để xem thêm. Hôm nay mình chỉ quay review và sau kỳ cho các bạn về nước sơn về. À quên, khớp này mình cho các bạn coi khớp tự động, mọi khớp nha các bạn. Cô ta khớp ngực nó có thể kéo lên này để tạo nhiều tư thế. Cái dòng action figure này á thì nó thoải mái, nó có thể bâu dáng các kiểu rất là đẹp, nhưng mà riêng Iron Man này bâu thì các bạn nên cẩn thận một chút nha, tại vì cái sơn có thể sẽ bị chày đó. Mình vừa mới kéo cái bụng nó lên, bây giờ nó hơi lắc léo một chút. Đây xoay một vòng rất chi tiết, rất đẹp và đặc biệt rất to các bạn. Đây cái găng tay của mình đây. À từ từ đợi mình một chút, bé PVC Kimetsu no Yaiba. Mày nhìn thấy sự khác biệt, sự trở lại không? Rất cao, rất to. Ok, ra đây nhân phụ rồi, dài lắm rồi các bạn, video rất dài rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi, mọi thắc mắc click đường link trên kênh TikTok của mình nhé. Chỉ đó có thích, có kênh YouTube nên mà cần click vào kênh YouTube của mình để xem. Rồi cho mình xin một tim, một follow nha. Cảm ơn mọi người theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.